Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Mới đây, lực lượng cơ quan chức năng đã tiến hành vào cuộc điều tra và mở phiên tòa xét xử vụ việc thương tâm đã xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk. Bé gái chỉ mới học lớp 7 đã bị hai gã đàn ông mang mặt người dã thú giết hại một cách dã man, sau đó vứt xác xuống sông. Để hiểu rõ hơn về chi tiết vụ việc, mời quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Ngày 13 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nông Văn Thực, sinh năm 1995, trú tại thôn Đoàn Kết 2, xã Cư Huê, tỉnh Đắk Lắk. Nông Văn Phóng, sinh năm 1998, trú tại thôn 6A, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, cùng về tội giết người. Theo cáo trạng, sáng ngày 4 tháng 4, Nông Văn Thực chở vợ là chị Hứa Thị Sái đi từ nhà tại thôn Đoàn Kết 2, xã Cư Huê, đến nhà mẹ chị Sái ở xã Ê Xiên rồi để vợ ở lại. Còn Thực đến nhà Nông Văn Phóng là em họ ở thôn 6A, xã Ê Xiên để nhậu. Đến khoảng 17 giờ 40 phút cùng ngày, Nông Văn Thực chở Nông Văn Phóng đi từ xã Ê Xiên đến đoạn đường gần khu vực rẫy cà phê của ông Lăng Văn Trình thuộc huyện Rồng Bắc thì gặp cháu Nguyễn Thị Trang, sinh năm 2003, thời điểm bị sát hại cháu Trang chưa đủ 13 tuổi, đang trên đường đi học về đi ngược chiều. Thực điều khiển xe máy chạy nhanh và va chạm vào xe cháu Trang, làm xe cháu Trang bị chao đảo, bực tức, cháu Trang chửi hai anh em Thực. Thấy cháu Trang xinh xắn dễ thương nên Thực và Phóng quay lại để trêu chọc. Thực quay xe lại và chạy vượt qua cháu Trang khoảng 30m rồi giấu xe vào rẫy cà phê. Sau đó, Thực cầm đoạn cây gỗ giấu sau lưng đi về phía cháu Trang và bất ngờ đánh vào đầu cháu Trang, làm cho cháu ngã xuống đường bất tỉnh. Thực dùng hai tay sóc nách cháu Trang thì thấy trong túi áo khoác của cháu có một chiếc điện thoại di động nên lấy bỏ vào túi quần, rồi nói với Phóng khiêng cháu Trang vào rẫy cà phê của ông Lăng Văn Trình. Tại đây, Thực kéo quần cháu Trang xuống định thực hiện hành vi giao cấu thì cháu Trang bất ngờ tỉnh dậy chống cự. Sợ cháu Trang về nhà sẽ tố cáo hành vi của mình nên Thực tiếp tục dùng cây gỗ đánh liên tiếp vào đầu cháu Trang khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Thực và Phóng chở xác cháu Trang đi vứt tại khu vực cầu Trang thuộc thôn 6B, xã Ê Xiên rồi cả hai đi về nhà. Khi về đến nhà, Thực sợ sử dụng điện thoại của cháu Trang sẽ bị lộ nên tháo thẻ SIM bẻ gãy và bẻ cong điện thoại. Sau đó cho vào túi ni lông đem đến cầu suối 2 thuộc thôn 18, xã Rồng Búc, huyện Rồng Bắc để vứt. Đến ngày 6 tháng 6, Nông Văn Thực và Nông Văn Phóng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ. Về quan điểm luận tội, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, hội đồng xét xử đều cho rằng đáng lý Thực phải chịu mức án cao nhất là tử hình. Bởi lẽ, Thực có nhiều tình tiết tăng nặng như giết trẻ em, lôi kéo người chưa đủ tuổi thành niên phạm tội có tính chất côn đồ. Ngoài ra, Thực còn gây ra vụ cướp tài sản ở huyện Đắk Miêu, Đắk Nông và bị tòa kết án 3 năm 6 tháng tù giam. Những năm sau đó, Thực ra tù nhưng chưa được xóa án tích thì tiếp tục phạm tội. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo Thực có ông nội và ông ngoại là hai người có công với cách mạng, liệt sĩ được tặng huân chương kháng chiến. Sau khi bị bắt tạm giam, đã tác động gia đình bồi thường cho phía nạn nhân 50 triệu đồng. Thực là người dân tộc thiểu số, học vấn thấp nên được hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức án. Bên cạnh đó, hội đồng xét xử cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ mức án cho bị cáo Phóng vì khi gây án, Phóng chưa đủ 18 tuổi. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nông Văn Thực mức án tù chung thân. Bị cáo Nông Văn Phóng nhận mức án 12 năm tù giam cùng về tội giết người. Ngoài ra, các bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 82 triệu đồng. Xã hội ngày càng phát triển thì ngày càng nhiều những đối tượng phạm tội là những người trẻ chưa đủ 18 tuổi. Tiếp theo sau đây là thông tin liên quan đến vụ việc bé gái học lớp 5 tự tử sau khi bị hiếp dâm và hành trình hơn 200 ngày của người mẹ đi tìm câu trả lời cho cái chết tức tưởi của con gái. Chi tiết vụ việc như thế nào? Mời quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Hãy cứu con tôi, công lý nào cho con tôi? Những dòng chữ như tiếng kêu xé lòng của người mẹ trong lá đơn viết trên giấy học trò. Thứ giấy mà con chị, đứa con gái mới học lớp 5 còn để lại trong quyển vở đang viết dở dang. Đó là những lời mà Hữu Thị Lợi, 34 tuổi, đứt ruột viết ra trong một chuyến từ Cà Mau lên thành phố Hồ Chí Minh, gõ cửa các cơ quan chức năng đòi công lý cho con. Con chị, đứa con gái 13 tuổi, đã chọn cái chết sau khi tố mình bị hiếp dâm nhiều lần và bị dọa giết. Một mình nuôi con nhà nghèo, chị đành gửi hai con trong một ngôi chùa, còn mình đi Bình Dương làm công nhân. Hữu Mai Kim, đứa con gái lớn của Lợi càng lớn càng xinh đẹp. Lợi đưa bé Kim về sống chung với ông bà ngoại, vài tháng chị về thăm con một lần. Như những ngôi nhà khác trong cái xóm nghèo này, nhà ngoại của Kim không có cổng rào, hàng xóm cách nhau nhiều lắm là hàng cây dăm bụt thưa thớt, láng giềng sở lỡ như người nhà.
Đàn ông nhà này thích thì đi thẳng qua nhà hàng xóm nhậu, nhậu xỉn rồi ngủ lại luôn, cũng không sao, không ai ngờ. Một ngày tháng 8, Lời đột ngột nhận được cuộc điện thoại của bé Kim. Mẹ ơi, ông B hàng xóm, ổng lấy con rồi. Ổng dọa, nói ai nghe sẽ giết chết. Người mẹ trẻ bàng hoàng, cô đón xe tất tả về Cà Mau. Tôi như không còn tin vào mắt mình, lần trước tôi về thăm nó mới phỏng phao, hồng hào mà giờ xanh mét. Không tin được một đứa hoạt bát hay nói như bé Kim mà tới bữa nó cũng không thèm ăn. Nó cứ nằm trong buồng, hết khóc rồi ngủ li bì. Tôi lục thấy trong quần áo của con, thấy có một chiếc quần lót dính máu được gói để riêng. Tôi hiểu, người ta đã hại đời con tôi rồi, người mẹ nghẹn lời. Ngày 27 tháng 9, chị Hữu Thị Lợi gửi đơn tố cáo đến Công an tỉnh Cà Mau. Ngày 28 tháng 9, Công an tỉnh Cà Mau thông báo kết quả giám định bé Kim bị rách màng trinh nhưng không rõ nguyên nhân. 3 tháng sau, chị Lợi nhận thông báo về quyết định của Công an tỉnh Cà Mau về việc không khởi tố vụ án với lý do không đủ cơ sở và chỉ có lời khai của Kim. Người mẹ kể, khoảng thời gian đó Kim cứ theo hỏi tôi hoài là khi nào ổng bị bắt. Tôi cứ động viên con là con cứ chờ để các chú công an sẽ điều tra. Từ lúc đọc được tờ giấy đó, thái độ nó kỳ lắm. Nhưng tôi vẫn không bao giờ ngờ, khoảng 4-5 giờ chiều ngày 10 tháng 2, tôi vô buồng thì thấy Kim đang nằm trùm mền. Nó khóc thều thào, nói con chết mẹ ơi, con nhục nhã lắm, không sống nổi. Nó chỉ nói có vậy. Nhà tôi đưa nó đi bệnh viện, tới 6 giờ tối, nó thở 3 cái rồi chết, người mẹ thổn thức. Vậy là người mẹ trẻ xếp hết hồ sơ chứng cứ vụ việc cùng bộ quần áo cũ rồi bắt xe đò chuyến Cà Mau vào Sài Gòn. Nhà ông B là nhà có cổng ở cái xóm này, còn gia đình tôi là nhà không có cổng, nhưng cứ gom đủ tiền đi xe đò lên Sài Gòn là tôi đi. Có hôm thấy tôi vác ba lô đi ngang, chị hàng xóm thấy đôi dép tôi đứt quai còn chạy theo dúi tặng tôi đôi dép, người phụ nữ nhà quê thật thà. Người mẹ nghèo khổ ấy không có gì ngoài tình thương con, nỗi uất hận dâng trào và quyết tâm đòi công lý. Ngày 29 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã ra hủy quyết định không khởi tố vụ án trước đó và ra quyết định khởi tố vụ án hiếp dâm trẻ em và dâm ô với trẻ em xảy ra tại ấp 7 và xã Tân Lộc, huyện Thới Bình. Ngày 29 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã ra hủy quyết định không khởi tố vụ án và ra quyết định khởi tố vụ án hiếp dâm trẻ em và dâm ô với trẻ em xảy ra tại ấp 7, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình. Ngày 14 tháng 4, chủ nhiệm văn phòng chính ủy ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau yêu cầu khẩn trương điều tra vụ việc. Vụ án đã được khởi tố, nhưng để khởi tố được bị can là cả một hành trình gian nan khi mà bé Kim đã chết và đã được hỏa táng. Khi kết thúc 4 tháng điều tra, vẫn chưa thấy có quyết định khởi tố bị can, tôi lại thêm một lần tuyệt vọng. Vậy là người phụ nữ ấy lại đi, lúc ôm di ảnh con đến công an tỉnh, lúc lại ngồi xe đường dài đến cơ quan trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh cầu cứu. Mặt nắng, mặt mưa, mặc những ánh mắt của người xa lạ trên đường. Trong tôi chỉ có một quyết tâm duy nhất là đưa vụ án ra ánh sáng cho con tôi yên lòng nhắm mắt. Dù con tôi đã không còn, nhưng cái ác phải bị trừng trị vì những đứa trẻ khác ở làng quê này, người mẹ ấy quả quyết. Sau hơn 7 tháng bé Kim qua đời, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã có quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam nghi can Hữu B, 57 tuổi, để điều tra về hành vi dâm ô đối với bé Kim. Ruộng đang mùa vỡ đất, gió xao xát thổi ngược mái tóc xanh, người mẹ còn trẻ mới 34 tuổi nhưng nỗi đau đã trĩu nặng. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của quý vị khán giả. Đừng quên like, share, subscribe, bấm vào những tin tức mới nhất, nóng hổi nhất ở bên đây nhé. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.